đêm khấn khoải lòng ưu tư chợt đen cho nhớ thương đông đầy kỷ niệm xưa còn đây mà người đổi thay chối bỏ câu hẹn thề để lại nhau chua xót và thương đau từng đêm mưa giăng sâu khi nước mắt ban đầu mình đã khóc cho nhau niềm tin chớm nở mình yêu Thiện Nhân và Cao Công Nghĩa. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Mời chị Hồng Vân trước đi ạ. Xin mời chị. Đây là một tiết mục mà thực sự nó rất là kịch tính, nó rất là xúc động.
nó rất là đột phá. Tại vì với cái dòng nhạc bolero các bạn đưa về xứ sở Phù Tang, theo tôi thì đứng về mặt gọi là hấp dẫn, từ đầu đến giờ đây là một tiết mục hấp dẫn nhất theo cái cảm nhận của tôi. Thấy hai cô gái này sao thấy thương quá. Mà đúng là cái kết nó rất là chính xác luôn. Bởi vì với hai người phụ nữ này thì đúng là cái anh kia không biết chọn ai. Với cái người đầu tiên thì giống như một cái mối tình, có thể là mối tình đầu. Cô đó cũng đàn hát rất là vợ hay. Vợ rồi đó, là vợ rồi. Xem đó, như đã là vợ đi. Rồi đến cái người thứ hai là cái người mà đã hy sinh cái đôi mắt đó, cái ánh sáng của đời mình mà cho mình luôn. Nam, nếu em chọn ai? Chết, khó. Khó xử ha. Có người diễn giống Nhật hơn. Dạ, xin mời anh Hoàng Nhật Nam lên trên đỉnh đó. Sao được? Dạ, xin được đồng kính mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. À, Ben lấy giùm cái bài này. Chị Vân ơi, giúp em với chị Hồng Vân ơi. Em bị hại rồi. Có ai kiếm không? Đưa kiếm cho Nam cầm cho giống nè. Samurai nè. Đường yêu lắm nẻo, nụ hoa mau tàn heo, cho nhớ nhung mang theo. Nếu xưa ta đừng quên, lời ngọt đầu môi đã thành câu vội vàng. Đổi thay như áo mặc qua tay, đời ai không một lần rạng rỡ duyên ban đầu để chọn kiếp thương đau. Tình đổi thay như áo mặc qua tay, đời ai không một lần rạng rỡ duyên ban đầu để chọn kiếp. Trời ơi, một tràng pháo tay cho diễn viên Hoàng Nhật Nam. Hollywood luôn đó. Diễn sâu quá, đỡ lên tù. Thôi thì không chết rồi. Bởi vậy dở, còn một người nữa đứng đây mà không chọn. Chọn bên đây không chọn được, chọn bên kia không chọn được, chọn bên đây đi. Tự sát cái uổng không? Anh không biết vì sao mà hai em không nhìn anh luôn á. Ví dụ vợ ơi nhìn anh, em có trở lại với anh không? Không, cổ không có một ánh nhìn nào luôn. Còn bên đây, coi bên này đi. Tại là người ta không chịu đó. Em cũng không luôn, tại anh bội bạc quá. Tướng gọn lại, tôi nghĩ tự sát là hợp lý. Giống như anh cầu xin là bây giờ anh sẽ trở về với em, hay là anh sẽ có chọn được em hay ơn. Không? Hay là anh có cả hai đó. Mà chắc là hai cổ nhìn thấy ánh mắt thèm. Là có cả hai cho nên không thèm luôn. Không thèm. Thôi mình chết luôn cho rồi. Quá hợp lý rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Ra hỡi tay cho Hoàng Nhật Nam. Thôi đừng. Trời. Hãy giữ bình tĩnh anh nè. Vâng à. Chị Tư, bây giờ là cảm xúc của chị nè. Với hai nhân vật đã có là quen thuộc rồi, và lần này với tiết mục được dàn dựng chào sân cũng khá là ấn tượng, cảm xúc của chị thế nào, xin mời chị. Thật ra là cái nhân vật ở cái vị trí của Nhân nó sẽ khó khăn hơn của Nghĩa rất là nhiều. Bởi vì không có gì để diễn hết, con phải tự diễn. Mà cái đó thì đối với con cái bộ hơi khó. Con bây giờ là giỏi lắm rồi đó, chứ lúc trước chỉ đứng như cây cục đình mà hát thôi. Quất cho cái quạt bự gì nè, mà đứng ngay góc này nó che hết luôn cái mặt luôn, không thấy cái gì hết trơn á. Thấy cái quạt màu hương không à? À, thật sự là hơi nhói một tí xíu là lòng cái lúc mà cái khi đóng lại cũng không biết cái gì nữa. Yeah. Mở ra thì tự nhiên nhìn cái đôi mắt là cái cô ấy ngồi hát thì tự nhiên có một cái sự nhói lòng, nó có cái sự xúc động. Nó đơn giản nhưng nó lại có một cái điểm nhấn rất là hay. Thôi chúc mừng cả hai đứa vậy đi. Ráo tay, cảm ơn chị Tư ạ. Thiến Nhân và Cao Công Nghĩa. Đi vô tướng Nhật, đi vô tướng Nhật. Đi Nhật vô. Đi cái gì vậy trời? Đi chậm Nhật vô, rồi đi cách quốc luôn. Đi này. Nhật cái gì kỳ vậy? 3 tiếng hồ sau vô tới nơi. Ngày gió mưa không còn
buồn nên đường dài thật dài ta mặc tình dòng trời. Cùng nhau ta sẽ đi sẽ thăm bao nơi xưa vui một thuở lênh đênh. Ta sẽ thăm từng đường sẽ đi thăm từng người sẽ vô thăm từng thật đây mơ toàn chuyện trên mây. Hai cô bé này sinh ra đời hình như là để kết hợp cái bài hát này thì phải. Hai em giống hai chị em ruột mà hàng ngày tập trồng đã có tháng trường. Giống như vậy đấy. Tôi muốn cảm ơn vinh danh cả ban nhạc và anh em hòa âm và người đạo diễn đã làm bài hát xuất sắc. Anh lại có ý kiến, có suy nghĩ ngược với anh Văn. Anh Văn khen hai bạn hát hay đúng không? Theo em thì quá hay, phải là... Đây là một tiết mục
anh thấy hài lòng nhất từ này đến giờ và nó đáng thưởng thức hơn là để anh chấm thi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của cặp đôi Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân. Xin mời giám khảo Đình Văn. Và chú Văn cho 10 điểm. Và bây giờ là chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của chị Tư Cẩm Ly. Anh xin được góp lời chút xíu. Là chị Ly là hay bị cái cảm giác là cứ sợ người khác soi mói, nói là mình là thiên vị, mình là học trò. Không phải Ly ơi. Thứ nhất, mình phải thừa nhận khán giả phải nhìn thấy được hết. Hay là phải đánh giá hay, dở đánh giá dở mình không có nói thêm hay nói bớt, đúng không? Với lại đang có một cái trào câu trào lưu, mình thích thì mình cho thôi. Điểm của giám khảo Cẩm Ly. Thôi bây giờ cho đi nhéo lại tí xíu đi, đi cũng thật là sợ rồi, cũng rất là ngại phải không? Ôi, dành cho hai đứa 9,75. 9,75. Còn số điểm của anh Hưng rồi chắc khỏi hỏi ha. Hay anh khuyên ta thì chắc chắn điểm ảnh cũng chắc phải cao hơn rồi. Dạ. Yeah. Cảm ơn một lần nữa, xin được chúc mừng cặp đôi. Dạ, nếu các anh chị và các cô chú yêu thích con và chị Nghĩa thì hãy ủng hộ cho con với chị Nghĩa với mã số là 02. 02 và gửi đến 6540. Chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng 2030. Trải qua biết bao nhiêu mùa, Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng đã trở thành một cái thương hiệu rồi. Nhưng mà không hiểu làm sao một tháng trời gửi hồ sơ để đăng tuyển thí sinh mà đến bây giờ không thấy có một ma nào xuất hiện, mà chỉ thấy có 4 vị giám khảo của chúng ta đến từ rất là sớm. Em chào anh. Trời ơi, đâu đây? Em đi thi. Thì mặc đồ vậy hả? Em đi thi nhưng mà do ngoài kia mưa to quá, cái đồ em ướt hết rồi, em sợ trễ em mặc. Trời ơi, tôi nói cho cô nghe, cô ra đi, tôi nói cô có nhìn xuống phía bên kia không, 4 vị giám khảo mặc đồ sang trọng đẳng cấp lịch sự, cô vô đây cô dện nguyên cái áo mưa vậy rồi cô bảo cô đi thi ai chịu được. Thôi anh cho em thi đi anh, nhà em ở xa đó. Ở đâu lận? Ở Pleiku á, mà em xuống đây em thi rồi lỡ em về mà em mấy má em làm chết luôn á. Anh cho em thi nha anh. Rồi cửa voi xuống đây thi hay sao? em đi xe đò. Thôi được rồi, tôi nể tình là cô ở xa con thi. Nhưng mà có biết hát gì không? Dạ. Bolero, dân ca hay là nhạc trẻ? Dạ biết, miễn là anh cho em thi là được. Rồi thôi coi như hôm nay mở hàng đi, hôm nay chưa có ai hết. Dạ. Vô giờ cô số báo danh 001. Mà bây giờ tôi nói nghe nè, hen kia không? Đi thẳng, quẹo trái, đi thẳng. Đó, ngay cái chỗ, ngay cái rương đó đó, có một cái bộ đồ, cô đi xuống dưới, cô thay đồ đi nha, rồi lên đây biểu diễn. Dạ, đi. Dạ, em cảm ơn anh, em cảm ơn anh. Bởi vậy tôi nói nhiều khi tôi thương thí sinh sao? Cái người đầu tiên vô cái chưa gì xin xỏ cái là cho đi thi. Thôi kệ, nó mở hàng, có người đầu tiên là chịu. Anh ư. Trời đất ơi, hôm nay cái ngày hội fashion áo mưa sao trời. Đi đâu mà khệ nể xách cái bộ đồ này. Đâu đây? Anh cho em đi thi chứ. Nó dép gì kỳ vậy? Quê ở đâu? Dạ, quê em ở Bèo Đé. Cái gì? Dân anh. Cái mà nó nấu tiếng là rượu Bèo Đé anh. À, bầu đá. Dạ. Rượu Bèo Đé. Rượu Bèo Đé ngon. Thế hôm nay đi làm gì đây? Dạ, hôm nay em đi thi anh. Thi gì? Em đi thi hét. Cái gì? Thi hét. Cuộc thi này là thi hát chứ không có thi hét. Anh kỳ quá, để em giải thích cho anh nghe nè. Ở quầy em á, là người ta cũng kêu là thi hét. Mà ở trong Sài Gòn á, người ta cũng hét luôn. Rồi tôi biết rồi bà ơi, cái của bà nói là thi hát đúng không? Dạ. Nhưng mà giờ tôi nói nè, bây giờ mặc đồ vậy là không được đâu, mặc áo mưa lên hát là bị đuổi á. Em phải chuẩn bị trước chứ. Có đồ luôn hả? Dạ, bây giờ anh mời anh cho em thi là em bay vô em thay đồ rồi em quất luôn. Quất luôn, tôi thích. Dạ. Tôi thích phải nhanh gọn lẹ vậy. Rồi bây giờ số báo danh 002 nha. Dạ. Đi ra ngoài kia thay đồ cái tôi kêu cái vào vô liền. Dạ. Nha. Ok, dạ. Ra đi đi. Có được mà anh ơi, từ từ anh. Dạ. Bây giờ anh cho em nói cái này cái đi rồi em đi vô. Rồi nói đi. Anh, trước khi anh cho em thi á. Ừ. Anh có thể hỗ trợ em một chút xíu mây lạnh. Sẽ ngập tràn hai bên luôn. Ngập tràn hai bên cho em tự tin được anh? Mấy lẹn hả? Mấy lẹn ở đây không có. Không. Khó lạnh, khó lạnh. Khó lẹn không? Khó dạ. Lẹn ok. Rồi bây giờ tôi kêu số báo danh cái nhào ra cướp sân khấu liền nha. Dạ. Đi vô, đi vô. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, như vậy tới ngày hôm nay chúng ta anh, sẽ cùng... Anh.
được không anh? Trong nhóm cũng được nha. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón rước ra nhưng mà anh, nhưng mà anh thương em á. Ừ, anh sao? Cho em xin chút xíu khói lạnh đó anh. Trời ơi, sao hôm nay đi thi cử mà toàn xin xỏ không vậy trời? Lại xin khói lạnh nữa hả? Dạ, cho nó tự tin á. Các anh phun khói anh thương tình, phun phà ra giùm em, phun ngập mặt sân khấu, phun che luôn cả ban nhạc giùm em nha. Rồi cô đưa đây tôi giữ cho. Đó, nhiêu đây được chưa? Dạ chưa anh, nữa đi. Chưa nữa. Thưa quý vị, dễ sợ chuyện chưa biết là cuộc thi này có thành công hay không, nhưng mà tốn tiền của ban tổ chức tiền khói lạnh rồi. Phun già phà ra cho em. Đúng rồi, phun che hết sân khấu này luôn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón một cặp đôi xuất hiện trên sân khấu. Số báo danh 001 và vô số báo danh 002. Nhào ra đi cưng. Và chúng ta hãy cùng đến với phần thi cặp đôi vàng 2030. Một tràng pháo tay để cổ vũ. Hát cho tốt nha. Còn lại gì khi tình quá mau, bao yêu dấu nay cũng theo gió trôi đi mịt mờ. Đường về cô đơn lạnh giá, lang thang phố vắng trong mưa buồn rơi. Lệ nhòa trên mi sầu em khôn nguôi, người tình thôi hết năm tháng bên nhau tuyệt vời. Lẻ bay xô lòng mà bay, ai nhân tay trên đồng đang gần từng bụi lúa thơm. Em thương anh bên này không dám lời sang bên đó, anh nhắn ngỏ lời thương theo tiếng chim sao bay trên đồng, rằng sẽ hẹn mùa sau anh gánh lúa về nhà. Cuộc tình xưa xây đắm một trời kỷ niệm ngọt ngào này đã xa xôi rồi, còn đâu giây phút bồi dối quên quên mỗi hôn gọi mời. Bóng anh đã khuất chân trời, một mình em trong cuộc đời. Mưa ơi từng chiều đứng rơi, còn gì không anh hỡi, từng ngày tình lạnh lùng anh đã quay lưng rồi, còn đâu giây phút dám tôi đắm đuối ôm trong vòng tay. Dấu yêu này đã phai tàn, cuộc tình qua đi vội vàng, anh ơi mình làm nhớ anh không.
không anh hỡi thương ai tim lạnh lùng. Anh đã quay lưng rồi, còn đâu giây phút môi soi quên quên mỗi hôn gọi mời. Dấu yêu đây đã phai tàn, cuộc tình qua đi vội vàng. Anh ơi mình đợi mãi nhau, anh ơi mình đợi mãi nhau, anh ơi mình đợi mãi nhau, anh ơi mình đợi mãi nhau. Hay quá, hay quá, hay quá. Rồi rồi rồi, bây giờ tôi nghĩ là khỏi thi nữa, ký hợp đồng luôn, ký hợp đồng độc quyền đưa vô phòng trà nội tâm của gia đình tôi nha. Cảm nhận của Nguyên Khang này, đây là Minh Tuyết với Cẩm Ly nè. Đây, Minh Tuyết thầm gọi tên anh là Cẩm Ly là buồn con sáu sầu nè. Không biết đúng không? Cái này cho em mạng phép hỏi đúng không anh Vi? Đúng không anh? Hỏi chị Vân. Chị Vân. Cười quá. Em thấy cái giọng cười khả ố của chị hả? Dạ, yeah, vậy là đúng rồi, đúng rồi. Cái gì? Đúng rồi. Nó nghe nè, nhưng mà mặt á thì là không giống Minh Tuyết Cẩm Ly ha. Mặt công nghĩa là giống Thúy Nga. Kỳ vậy. Còn mặt của Thiện Nhân là giống Lê Lộc. Mọi người vậy sao danh hài không chị? Dạ. Phiên bản Thúy Nga Lê Lộc. Trời ơi, đưa ra danh hài để làm chi, để người ta so sánh cái phần đầu. Trời ơi, diễn chân thật hơn hai danh hài đó luôn. Dễ thương á, dễ thương ghê. Dạ, đó, bây giờ tách ra từng người một nè. Công nghĩa thì lúc nào cũng giữ cái phong độ á chị. Nhưng mà với Thiện Nhân á chị thấy là khi mà ở cái số 1 tới cái số này á, là lột hết 70% rồi đó. Vậy chị hả? Tức là bữa nay ha, hát á, là không có bị gượng, không có bị gì, thần thái. Cười xinh, thiệt là xinh vậy đó. Mà anh này như ốm đi nè, mặc áo dài đẹp, đúng không con? Thấy cô để ý ghê không? Rồi mắt rồi cũng liếc qua liếc lại được rồi đó. Hai đứa mình là giống như tấu hài ở trên sân khấu đó. Khó lắm. Nhưng mà rất là có duyên, rất là chân thật. Mà mỗi đứa duyên một kiểu. Mà hôm nay á, Nhân lại còn nói tiếng Phú Yên nữa. Quê thiệt chứ. Quê mà, quê Phú Yên à? Quê con ở Phú Yên hả? À? Dạ không, quê con ở Bình Định. Bình Định. Nó Bình Định mà. Cái tiếng Bình Định khác tiếng Phú Yên á. Mà dễ thương, dễ sợ luôn á. Trời, cô thích. Ha, cô chúc mừng hai đứa nha. Chúc mừng hai đứa nha. Nghe nhức nhối con tim quá cô Vân. Bây giờ xin phép mời danh ca Họa Mi sẽ nhận xét. Dạ. Hai em hát rất là tốt. Nghĩa đó, cô Họa Mi thấy là em hát được nhạc trẻ rất là tốt ha. Mà em hát qua cái dân ca cũng rất là tốt. Còn Thiện Nhân á, thì em hát dân ca tốt. Mà qua bên nhạc trẻ thì em không có bằng Nghĩa đâu đó. Thua chút xíu. Hai cái này đó, mà anh Minh Vi anh viết từ nhạc trẻ mà qua nối qua cái này rất là dễ thương. Hai bạn làm rất là tốt. Thành ra mình thấy là một cái sự rất là đẹp trong cái bài hát này. Đó là ý kiến của Họa Mi. Cảm ơn anh Minh Vi nha. Cảm ơn danh ca Họa Mi. Xin được chúc mừng cặp đôi Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân ngày hôm nay. Xin mời hai bạn. Lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình. Ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây. Đôi mắt thơ ngây, hoàng nắng ươm đầy. Đẹp tựa như lá me bay nên tình anh trót vây. Ngày đó quen nhau chúng ta thường qua lối đầy, từng lá me bay vươn gót hài hoa bướm say, tờ nắng đơm bông trên má em hồng đẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ước mơ. Ta xa nhau lúc hè về vương sát vườn buồn, nẻo đường thành đô khói ngập trời vùng luyến thương ơi. Mùa thu dâng cao biết rằng người yêu đang mong xin hiếu rừng lữ còn đốt cháy quê hương. Phật là
lưu luyến, sợ người ta đến em khóc sau bao lời chưa yêu lần nào. Biết xa làm sao, biết trong tình yêu như thế nào, sống sâu là bao nào đó được câu lòng người ta. Đường buồn thấy mẹ vui hơn mà lê trang dưng dưng, dặn dò con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng, bước qua dòng sông hỏi từng con sông đời người con Nghĩa và Thiện Nhân với Vùng Lá Mê Bay và Duyên Phận. Xin cảm ơn bốn cô gái trong tranh. Thưa quý vị, quá là hay đúng không ạ? Không biết quý vị hay sao chứ Nguyên Khang ngồi dưới thấy nổi da gà với lại phần biểu diễn của Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân với hai ca khúc rất hay, Vùng Lá Mê Bay và Duyên Phận. Và ở phần này cho phép Nguyên Khang xin mời nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh sẽ nhận xét trước. Xin mời chị. Vượt ra là hai cô gái rất là duyên dáng với những cái ca khúc mà hiện tại thì hiện nay rất là hot, đi đâu cũng nghe là Duyên Phận hết á, cho nên là đập vào tai là những cái giai điệu rất là quen thuộc. Thì hôm nay thì hai em với hai tạo dài rất là duyên dáng này, hát rất là có hồn. Đặc biệt chị rất là khen ngợi cho bạn Cao Công Nghĩa hát rất là có cái cảm xúc, biệt tiệc trễ mạnh nhẹ to nhỏ. Nhưng mà cho chị hỏi Thiện Nhân một tí là không biết là cái tống này có bị thấp với so với em không? Có bị dạ, thấp không? Dạ thưa cô là có. Hơi có. Mà cái này là vì do hai bạn thống nhất tống với nhau hay sao mà? Tại vì chị thấy là đa phần là bẻ vào thì nó hơi bị xịn xịn cái dòng một tí xíu. Tại sao mình không nâng lên một tí, hay là do phải nhường cho chị Cao Công Nghĩa nữa? Thật ra thì trong thời gian qua là hai chị em cũng có vấn đề về sức khỏe, thành ra là chọn cho nó an toàn, giải pháp an toàn đúng không? Chúc mừng hai em. Xin mời anh Hưng. Thứ nhất là chọn bài hay quá, quá hay luôn. Rồi thêm của giọng hát của hai em ngọt ngào. Hai em tuy hai mà là một. Đấy, anh nói cái này là có lý do, vì là cái khi mà hát đồng âm á, thường cách nào để cách cũng rất dễ so le một vài chữ. Nhưng mà anh chưa tìm thấy một cái chữ so le nào cả trong suốt cả một cái mùa từ đầu đến giờ. Tụi em hát rất là chặt. Ngay cả cái áo dài cũng vậy nữa. Đó, được thiết kế để thành một. Thấy không? Những bức tranh tổng thể. Cái này nó cái sự đúng là một cái cặp đôi, nó rất là hòa hợp. Anh vẫn thích
cái cách mà xử lý tình cảm và cái nét mặt ánh mắt ưu tư của Công Nghĩa khi mà nhìn em gái của mình đó, rồi những cái nốt cao mà cái làn hơi gió để mà luyến lấy bằng hơi đó thì Thiện Nhân làm rất là sắc nét, anh rất thích. Chúc mừng hai em. Cảm ơn anh, xin mời chị Cẩm Ly. Những cái nào mà cái ưu của mình thì ráng cố gắng giữ và phát triển thêm, còn những cái nào cái khuyết mình biết thì mình phải hiệu chỉnh lại. Còn cái vấn đề về bé Nhân thì đúng là con hát rất là cao, mà bây giờ vấn đề sức khỏe với lại khi mình hát đôi là bao giờ như là anh Hưng cũng nói rằng nó có phải cái sự nhường nhịn nhau thì phải chấp nhận thôi, mình cố gắng. Mà bây giờ mình đã có được một cái sự đồng điệu giữa hai đứa như thế thì điều đó là một cái ưu thế rất là lớn, rất là vui vì sự tiến bộ của hai đứa. Thứ nhất là xin cảm ơn ban nhạc đã cho một bản hòa mới của bài hát Duyên Phận và Phòng Lá Máy Bay này. Thứ hai là cảm ơn riêng nhạc sĩ Duy Hùng đã hòa mới cho một ca khúc này mà tôi nghĩ cũng sẽ là bản hit cho một bản phối mới cho bài hát Duyên Phận. Cảm ơn anh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của giám khảo dành cho cặp đôi này. Xin mời anh Hưng. Anh tặng hai đứa 9,75. 9,75. Và xin mời chị Khánh. Chị cho 10. Hai em 10. 10 điểm. Wow. Nếu các cô chú và các anh chị yêu thương con và chị Nghĩa thì hãy bình chọn cho con với chị Nghĩa với mã số là 02. 02 và gửi đến tổng đài 6540 để bình chọn cho Nhân Nghĩa nha. Cảm ơn Nhân Nghĩa rất nhiều. Cảm ơn. Mưa yêu áo dài, yêu đôi sát nai. Mưa
về trong mơ đêm đêm vỗ lớn thanh thản, ánh sáng kinh kỳ tràn lan. Đời đều không riêng thương yêu bóng dáng xuân sang, yêu phố vui nhà gạch ngói. Đêm không rồi bóng vắng, kinh đô thắng mắc, im nghe phố buồn. Người đi trong đêm tối ấm, nghe mưa thương rơi. Ra đi khắp nơi xa vời, lắng nghe
anh, chắc một mình anh hiểu. Em thường bảo rằng tình cánh dù trong gang, em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếm. Nhưng vì em bối rối nên tâm sự đêm nay. Nhưng vì em bối rối nên tâm sự. Tới đây xin lỗi mẹ 3 lần rồi. Mẹ không thương con sao mẹ? Mẹ không muốn con nói tội người đó nữa. Mẹ thương con, mẹ tha thứ cho cha thêm 1 lần nữa thôi mà mẹ. Mẹ cấm con không nói chuyện này nữa. Dạ. Còn nhớ không? Chờ đông băng
cha không sao. Mình, tôi tới đây đã 3 lần rồi. Không biết lần này mình gặp nhau, rồi lần sau. Cha, cha ơi, tôi còn gặp được em và con nữa không? Tôi biết em giận tôi nhiều lắm. Tất cả lỗi lầm là ở tôi. Bởi vậy tôi mới tới đây để xin lỗi em. Em tha lỗi cho tôi. Không sao.
đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh lẽo, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy, dù sao đi nữa, ngọc ngà dường gian tình ai em đóng thật đầy. Bạn lòng ơi, ngày ấy tôi mang cây đàn quen sống ca vui bên nàng, nay khóc tơ xuyên lìa tan. Thank you.
dù sao đi nữa, anh vẫn yêu em. Sài Gòn ơi, mong mãi tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiễn cho đời để ước mơ đẹp đẹp đó. Chung dây nỗi nghẹn ngào,
lòng đã trót ngây dài. Người em hát từng giọt trong giọt tan biến mưa em. Khúc độc huyền ca chung dây nỗi thềm đã trót ngây dài. Đêm mong manh và thương nhớ là em mong anh chờ anh đến với đêm, với tình, với mình, với em. Ôi đêm hoang dài cũng đã sớm vui sao. Ôi em ngây dài ngậm ngùi những âm xưa. Hãy subscribe.